Hello chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một siêu phẩm Accenter 2010 dọn với giá 12 triệu đồng và cực kỳ gọi là nét luôn ha. Ok. Bây giờ mình sẽ cho anh em coi tình trạng ban đầu của xe khi mà khách giao cho mình ha. Về phần dàn áo dàn đầu trước đi. Ha, chó này ha. Đầy nè. Phải hắn nột còng ha. Rồi dàn áo thì cũng trầy thôi chứ nên không có bởi gì nhiều thì dàn áo thì hay hết ha anh em. Rồi bộ bánh nè, đĩa đồ chơi ha, đùm da ếch nhỏ tâm thấy cũng xét hết nè. Rồi lóc kia cũng xuống màu ha, nói chung là cũng màu cũng còn không bị tróc gì mà xuống màu. Các chân thì bị té cũng đặt qua bên đi làm lại. Lớp bô cũ thôi, cái bô còn ok, không bị mục gì hết ha. Đùm đi đùm phay này nè, đùm phay này kia cũng xuống hết rồi ha. Rồi bên đây đầm dễ phục cũng yếu quá nè, nhưng mà gọi là cũng không có tàn lắm nhưng mà nó xuống hết rồi. Lóc rồi dạng áo này kia rồi ha. Rồi bây giờ sau khi mình tiến hành mình mở ra thì mình cho anh em coi bên trong. Rồi đây chính là bên trong của con Accenter ha, 2010 mình đang dọn, cũng trước mắt là cũng quay cho anh em coi phía trong như thế nào. Đó, khá là dơ luôn. Dây điện xưa nè, hạt 2010 này dây điện rất là nhiều luôn ha, máy cũng khá là dơ. Đây cũng đang tiến hành mình rửa luôn. Bên đây nữa, bên trong thằng này đó. Rồi ơi đó, giờ nhôm sinh dĩa nè, ngang thằng nhôm đi thấy không, cái đúc này rất là dơ, vinh đồ lọc gió bô e nữa. Rồi thì giờ mình cũng tiến hành rửa luôn, thì sau khi rửa cũng sẽ cho anh em coi luôn ha. Để như thế này rửa cho nên là không có rớt máy này kia, cho nên là cứ gọi là sạch lắm, không sạch đâu nha anh em. Không sạch nữa thì rớt nguyên sườn, rớt từng cọng dây điện ra, dọn full con á. Còn xe này chỉ dọn kiểu như là để nhẹ rửa rồi đắp những chân này kia thôi. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em coi phía trong con ẹt mà mình mới dọn xong, đã lên xong dàn chân rồi ha. Thì sau khi rửa này kia hết rồi, coi toàn bộ coi bên trong trước, sau đó mình mới ráp áo lên ha. Đây chính là phần ghi đông. Đó, anh em coi lại cái lúc ban đầu với lúc bây giờ như thế nào ha. Đó, mâm thì không có sơn lại nha anh em. Rồi ra một kỹ một vòng cho anh em coi ha, dây điện, sườn ha. Máy không có rớt nha, để đi máy thì rửa ha. Lóc này kia thì sơn lại nè. Đó, rửa toàn bộ chi tiết là cái nguyên cái sườn luôn, dây điện này kia kiểu. Đó, em thấy nét ha, thấy nét cho anh em coi đó, kỹ nha, đó, bình xăng rồi không có sơn lại ha. Rồi nè, phần đông mây nè, đó, cũng cố gắng rửa sạch nhất có thể cho anh em luôn ha. Đó, ngó nè, rồi bây giờ bên phải xe nè, tay mình hơi rung có gì nên không cảm ha. Rồi đây, rồi, coi cẩn thận nha. Đây từ cho anh em coi. Đó. Quá đã luôn em, đúng không? Quá đã luôn. Trời ơi. Đó, điện này kia các kiểu luôn ha. Đó. Rồi đây. Luôn. Rồi, ok nha, xong phần trong rồi đó ha. The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard pill to swallow.
Rồi đó, anh em thấy được là ban đầu cái xe của khách giao cho mình là như vậy ha. Thì bây giờ mình sẽ review chi tiết tổng thể cho anh em coi về con xe này mình đã dọn những gì và làm những gì con này, và chi phí nó cũng khá là hợp lý, tiết kiệm cho chủ xe ha, không có nói là quá đắt ha. Thì đầu tiên anh em đã thấy được là mình thay nguyên một bộ dàn áo luôn ha, một bộ dàn áo luôn, bóng nhám này kia, tem zin đồ hết luôn. Rồi dàn chân thì sơn lại, ốc ép rồi xi lại hết luôn, và đầu thì từ đầu lớn xuống trở thành đầu nhỏ luôn ha. Đó, cơ bản sẽ là vậy ha. Bây giờ mình sẽ review chi tiết hơn tổng thể cho anh em coi về phần nhận đầu này. Ở đây anh em thấy được là cái bộ cùm công tắc này mình giữ nguyên chủ xe này, không thay đổi ha. Bao tay là còn đẹp luôn, chủ xe luôn, không thay đổi luôn. Mình thay hai cặp gù mới, tại gù này dễ bị tróc lắm, nếu mà sơn hoặc xi lại dễ tróc lắm. Một cặp tay hắn mới. Đó, từ pha lớn xuống pha nhỏ. Rồi, đây là những bộ tem zin đầy đủ hết anh em, không có thiếu cái gì hết. Thấy dàn áo hãng mới ra thì nó rất là keng luôn ha. Rồi, xuống với phần bánh trước. Phuộc mình đã làm lại cứng hơn, cắt ti luôn, hạ 3 phân, không cần phát giãn 3 ha, hạ luôn 3 phân. Mâm này á, mâm trước sau đây mình nói anh em nghe luôn là cặp mâm này là mình không có sơn lại, tại vì còn mới là anh cũng không muốn sơn lại luôn, nó còn chỉ dàn này kia lắm, nó cũng còn nhìn là rất ok luôn ha, nên mâm không có sơn lại ha anh em. Cấp km cũ thì km cũ không có hai nè. Rồi, ốc ép thì mình xi lại ha. Cục máy thì mình rửa mới hoàn toàn, anh em mới thấy được bên đây ha. Rửa mới cực kỳ mới luôn. Đó ha. Mới hoàn toàn luôn. Rồi phần phía sau ở đây một tí thì một cái yên, vẫn là yên cũ của xe mình không thay đổi. Nếu như mà xe này mà làm yên mút kim đen này kia gọt cạnh lên thì có thể đẹp hơn tí nữa ha. Dàn chân anh em thấy được đây là nước sơn ha. Đó, mình mới rửa hôm qua, lóc rồi kia rồi sơn lại hết luôn hoàn toàn nè. Có thể ha. Cần số chủ xe vẫn muốn đi cần số móc. Em thấy được là nước xi này là xi, không phải xi đen ha, nó xanh xanh đen đen quân đội ha, đúng kiểu như xi cái màu zin của nó. Rồi, đây, cặp tay X1R. Nhông sinh dĩ này, nhông sinh dĩ chủ xe ha, mình rửa ráy lại thôi. Nhông sinh dĩ này có phốt đàng hoàng, nó cũng có im đấy em. Đây là đĩa có phốt nha. Đĩa có phốt luôn á, của xe. Đó ha. Mấy gác chân này mình hoàn toàn có hai gì hết nha. Và chủ xe mình làm rửa lại thôi. Ở đây mình có hai thêm một ổ khóa 6 cạnh, à 8 cạnh nè. Đó, cho nó an toàn này kia ha. Cái này mà nhậu xỉn vô bọc cũng không thấy đâu anh em. Phía sau đuôi thì cái yên, cái đồng hồ này để biết giải cái chốt ở dưới, mình đã đi hàng lại xong, bản số mình cũng đã bọc lại ha. Bóng nhám thì mình thay hết hoàn toàn. Cặp bánh thì mình uống khi một cặp vỏ Camel Rosso đó. Camera quay phía sau lên cho anh em coi nè. Cái vỏ này nó là nhái của Pirelli Rosso anh em, Rosso á, nhưng mà mình nghe đồn vỏ này dài cũng ngon lắm. Đây là vỏ không ruột nha, size trước là 60, size sau là 70. Lên xe nhìn cũng rất là đẹp, cũng rất là ôm vỏ luôn đó nè. Đi mâm zin mà đi cái mâm này nhìn thấy cũng rất là gọn luôn á. Rồi, về phần phuộc sau ở đây mình, xe này có tốn chi phí thêm phần làm phuộc trước phuộc sau rất là cao. Tại vì phuộc sau cũng phải tháo ra hết nè, tiền sơn cũng hơn nè, tại vì có thêm sơn thêm phuộc sau, tháo từng miếng ra hơn phuộc sau nữa hết anh em. Cho nên là chi phí sơn xe này nó cao hơn một tí bên xe kia 200.000, là do có phuộc sau rồi lặt vặt vài thứ nhỏ nhỏ nữa. Đó thì bên trái xe mình không biết còn cái gì để nói cho anh em nghe hay không ấy, mình muốn là nhanh nhanh cho anh em theo dõi. Phía trong xe á, thì không có làm gì hết nha. Xe này chỉ đơn giản là làm nhìn chân nhìn áo lại thôi, bình xăng là bình thường ha, rửa ráy lại hết, không làm gì ha. Thì đá trên xăng còn đẹp cũng không xi lại luôn nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay bên phải cho anh em coi, còn bên phải thì để như đẹp hơn, ý là không phải đẹp hơn mà do cái ốp bô nó sớm sáng hơn tí ha. Rồi bây giờ quay cho anh em coi. Rồi, camera lui xa xa một tí cho anh em theo dõi ha. Đó, nguyên tổng thể bên phải của xe. Đó ha, em nhìn kỹ lại xe một tí. Cái xe này thật ra mình dọn gọi là vừa kiển mà vừa zin. Kiển nhưng mà gọn gàng zin. Zin nhưng mà gọn gàng và hơi kiển ha. Đó, về cũng như trước ha. Phía trên đây. Đĩa là mình đi một cái đĩa X1R. Lúc đầu xe cũng không có đĩa zin luôn, mà đĩa zin mua mắc đó anh em, khoảng 600.000 cái á, nên đi đĩa X1R. Rồi heo dầu này cũng sơn lại, lấy dầu ha, dầu cũ của xe, dầu Morin đó. Thì phía trước anh em thấy được không, khá là gọn ha. Mâm này thì có đôi khi nó có tróc đây một tí diện này ha, nhưng mà sao mâm này cũng còn rất là đẹp luôn á.
Đây. Rồi phía sau đây mình sơn, mình có mua mình giữ lại lưới ha. Giữ lại lưới đàng hoàng cho chủ xe luôn. Lưới này em nhiều anh em mua ống mới không có đâu ha. À, đây, lắp nồi. Sơn đen nhám lại ha, đầy đủ ha. Cái chỗ này cái gác chân này nó bị chủ xe bị té nè. Nó bị hư ở chỗ này. Nó bị dẻo chân nếu mà hai mới hết ha anh em. Nên mình bị té hư chỗ này mình cắt chỗ này luôn cho nó gọn gàng lên tí. Cái chỗ này còn hơi điểm khuyết điểm tí nè. Đó. Nếu mà hai luôn cái gạn này thì ok luôn. Phía sau đuôi bô thì mình đã sơn lại và mình đi một cái ốp bô mới, mình chỉ mua cái ốp sau thôi nha, ốp trước chủ xe còn đẹp mình cũng chỉ sơn lại thôi ha. Đấy anh em thấy được ha. Nè, tem jean, áo jean anh em nhìn đã không? Đúng là tiền nào của nấy anh em. Đồ jean nó giày áo không 3 triệu rồi, tem jean nữa là 3 triệu rồi ha. Và cặp vỏ camel sau cho anh em coi lại kỹ một lần nữa nè. Nó ôm mà kiểu như nó cũng rất là đẹp anh em ơi. 650.000 để không tìm được gạo ha. Mình thấy cặp vỏ này khá ok á. Đây là lần đầu tiên mình gắn cặp vỏ camel cho cái xe mà gắn cho khách, nhưng mà mình thấy rất là đẹp. Sau này có thể mình gắn dài dài luôn anh em. Phía sau đuôi một lần nữa ha. Đó. Và điều đặc biệt của con xe này á là anh em biết gì không? Xe này là một đời chủ và anh này mua từ lúc hãng này bây giờ luôn, còn phiếu bảo hành, còn giấy tờ đầy đủ phiếu bảo hành luôn, chưa có thằng nào luôn. Và ngoài ra thì xe này hiếu cái giò đạp anh em, anh không có đem giò đạp xuống cho mình, và mình có hai tăng cam và làm cò lại sơ tại vì nó kêu cò đó, làm tăng cam lại sơ. Bây giờ mình sẽ tiến hành cũng đề máy cho anh em nghe. Nói chung là do xe này á là mẹ của anh đi quên, có khi quên trên nhớt, hôm bữa tháo ra chỉ còn miếng nhớt vậy thôi, cho nên là cò này kia nó cũng mình chỉ canh làm sơ lại thôi, cho nên kiểu như nó cũng không gọi là ấy lắm, nhưng mà làm tiết kiệm êm ái cho anh đi được ha. Sáng để giờ chắc không biết nổ hay không nữa. Đấy, sáng đợi bấm ra mình chưa nổ, sáng giờ chưa nổ luôn nha, bấm nổ luôn á, hời bạn luôn, nó chào làm chó. Rồi em nghe ha, để cho anh nổ máy tí ha. Tóc vui là tóc ha. Rồi cho anh em nghe phần máy ha, lúc đầu qua máy kêu cam cò ghê lắm, bây giờ làm lại nghe sơ nè. Đó, đúng cho anh em nghe. Chiều anh em cái cờ phục yên đó. Nghe kỹ ha. Rồi thôi không nói nữa ha, lên làm vòng cho anh em coi luôn. Rồi làm gì luôn. Anh em thấy được là khi hạ cục trước rồi để cục riêng cái xe nhìn rất là lùng, mình chạy lên cảm giác nó rất là lùng luôn nè. Đó. Ok thì cái xe mình dọn xong rồi, bây giờ tiến hành mình giao cho khách luôn. Tí nữa anh đó qua và xe này dọn chi phí khoảng 12 triệu đồng ha anh em. Khoảng hết 12 triệu đồng bao gồm áo, tất cả chi phí để mình được cởi luôn á. Và áo jean mới, tem mới jean luôn. Xe này chỉ bỏ tiền thêm làm cái yên dày nữa là đẹp ha. Nhưng mà dày cũng khá là ok rồi, tại vì chỗ xe yên của xe cũng còn ok lắm. Rồi thôi, cảm ơn xem hết video ha. Hẹn em cái video tiếp theo mình vẫn đang tiến hành dọn thêm vài con ẹp bên trong nữa. Bây giờ để anh em nhớ theo dõi kênh mình để ủng hộ mình, cũng như là anh em có nhu cầu dọn xe thì cứ để cứ theo dõi mình, với lại mình có thông tin dưới mô tả hết có đầy đủ nha anh em. Người thật việc thật, nhà mình ở đây ha, mình dọn uy tín trách nhiệm cho anh em luôn.
nên muốn nhu cầu dọn sao thì cứ nhắn tin mình sẽ rảnh mình sẽ inbox, tại vì mình hiện tại mình vẫn còn một số chiếc xe cũng khá là nhiều nay, cho nên đôi khi mình không có thời gian trả lời anh em á, anh em thông cảm giúp mình nha. Rồi, anh em chào tạm biệt anh em nha.